cá para cá, Adão. Vem cá para cá. Xong chưa có? Ồ. Cá cá chục ký luôn. Mà ra kém rẻ nữa mà. Dạ. Rồi đi dốc lên. Tôm đi nhanh lên xuống cá vật cá Tôm ơi. Ơi đi từ từ thôi cả tá. Đi từ từ thôi nha. Đi coi vật cá. À đi coi vật cá. Cá dưới hồ á, nhanh lên. Tôm ơi. Cá bắt cá. Ừ, bắt cá đó. Tôm xuống bắt với cầu tao kìa. Ủa kìa chấm rồi. Lóc. Tao hại. Lóc gì mà lóc. Lóc lóc kìa. Để ra thầy ơi. Ôi trời thầy bất vô đây. Làm sao mà bắt được. Nhìn nó thò đầu lên mà không chụp được. Tay hẳn lên bờ rồi. Khuôn kìa. Mẹ ơi giống cá lóc. Nha. Dân cá mà mừng cái xe kéo lên thôi. Có kéo lên trên đấy nha. Mày không biết thiệt chứ. Tôm ơi. Bắt cá kìa. Ừ, cá đâu? Cá dưới hồ hả? Cá dưới hồ nhiều quá. Ừ, Tôm xuống bắt nhá. Xuống bắt không? Hả? Tôm xuống bắt không? Tôm ơi, xuống bắt cá đi Tôm. Tôm xuống bắt đi. Hả? Tôm xuống bắt cá đi. Hả? Tôm xuống bắt cá đi. Ừ, cá nhiều quá. Cá nhiều quá. Nắng đỡ mùi lề lên. Chỗ lại đây coi cả luôn nè. Còn mấy con cá chợ. Cá mùi kia. Đây. Phát này được, phát này được. Được chút kia vậy. Rồi, thôi, thôi. Dỡ đi, dỡ đi, dỡ đi, dỡ đi, dỡ đi. Dỡ cả mùi mà. Xếp cái tiền. Chui. Tắm này, con này 4 kg. Bắt ra tắm đi. Bao rồi, bao rồi. Bao rồi cho hùng luôn. Hết cá mè rồi. Hết cá mè rồi. Bắt ra tắm được cái tí. Hết cá mè rồi. Thôi đi về.
Đừng bắt cái hai đứa dạy con đi. Rồi bắt cái con cả một nhỏ vứt ra bực uống, chết luôn. Còn tôi lấy bọn tôi vô, còn con là cắn luôn. Tôi mà tôi to bỏ vô nha. Bỏ vô đi, bỏ đi. Còn có nhiều chứ còn có. Tôi bỏ đây luôn, chấm. Con to. Cái phải nuôi cháu đó mà khi thằng này không bắt à? Như vậy thì ta luôn. Đó đi. Bắt tôi to chứ nhá. Chưa là con 21 này. 21 22 kg. 21 22 kg yếu. 22 kg chưa chuẩn bị. Yếu. Rồi 21 kg. Đây nè. Em lấy anh này còn 2 kg đây. Thôi đi về. Lâu quá. Em nấu mà nhậu đi thôi gì nữa. Tôi đi kế cho cậu cái đó, những cái báo cáo mình đâu rồi đó, ai lấy rồi? Có người đó. Mày lấy lô của mày à? Không có. Lấy lô của Xuân à? Không có. Bao cháu đi mà, bao cháu viên đi. Này. Một cái một bao, một bao. Ba kia, ba kia hai. Bao cái của Xuân làm chi vậy? To để riêng, nhỏ để riêng thôi. Xuân ai lấy ai biết? Có một đêm con 3 kg, con 2 kg. Rồi con 2 kg này. Con bỏ đây. Làm vậy với hai một cái. Ui giời ơi. Cái là cân vào đâu đó. Rau nó đủ cái chất ngọt. Con cá con sao mà thả xuống rồi. Cái bánh mèo thi. Thí bầu trời đó. Có chưa? Chưa xíu nữa, phần ra mới để chú tên. Đó, tôi phi rồi đó. Cứ bị một cái. Lên em hai thiếu thì giờ. Lên em hai thiếu thì giờ. Tại đó chưa rồi. Điện ăn trước điện em đó đâu mà. Thì đó. Điện bác bắt tiếp đi. Tôm kìa, cá kìa, tôm kìa. Thôi thôi, gửi đi. Mai vô. Tôm kìa, cá. Hả? Tôm cầm cá đi Tôm. Tôm. Tôi cá đi. Rồi, của chị đâu cân luôn? Đâu? Chưa được. Cân luôn. Đi xong xuôi. Cái chế bắt lấy con bé nào? Nhỏ. Cái con đi lên con. Nhỏ là to. Hai con nhỏ. To cũng có. To, mày bắt to ra đi. Bắt to ra. Hai bắt to để to. To đó, bự bự hết rồi. Mấy con nhỏ thêm chứ. Bắt to ra. Bắt to ra đi. Bắt con to ra đi. Để cho họ lướng, họ ăn ra đi. Đây này, bắt con tư để cái con này dính đâu ơi? Con còn đây. Tôi dính hai ba con mà. Mày dính có phải cần con rồi. Lên bỏ kia rồi. Hai cọc điện thôi, tí xíu này. Rồi, thơm nó cái. Rờ nó đi. Em cầu em gói hai đầu vào. Ngồi xuống rờ nó đi. Đổ vào nó gói hai đầu bằng sách lên. Hả? Mới gần 2 cân đâu mà. Mới đặt 1 cân kinh chín đâu à. Chết rồi, cá chết rồi. Đây rồi. Thôi, xấu chưa? Ông ơi, quá ơi. Rờ nó đi Tôm. Ôm nó đi. Phải không? Phải cá không? À, ngồi xuống. Buộc nó lại đã. Có để bắt nó sách. Ông ơi. Bác ở lấy cho phim nhỏ 5 kg. Cái gì đó? À, đuôi. Rồi mắt nó đâu? Đâu chỉ mẹ coi, mắt nó đâu? Chỉ mắt không mẹ, con mắt cá đâu? Mắt đâu? Con mắt mà. Cái đó cái vây. Mắt đâu? Mắt cá đâu? Mẹ là cân người ta cũng vậy hay. Con mắt nó đâu em con? À mắt đó hả? Đâu chỉ lại cho mẹ coi. Rờ con mắt nó mẹ coi. 10 kg 300 ngàn cho mua nhà mà mấy cái. Nó lên thử mấy cái. Mắt đâu rồi? Mắt đâu? Mắt hết rồi. Mắt cá đâu? Vây nó đâu? Vây đâu? Đuôi đâu? 20 kg. À đuôi đó đúng rồi. Miệng đâu? Miệng cá đâu? Miệng à miệng đúng rồi, vây đâu? À vây đúng rồi, vây trên của nó đâu? Vây phía trên đâu? Vây trên đấy. Chỉ đi. Vây trên đâu con? Phi bán được này. Đến chợ bán được rồi. Sợ không? À, mắt nó mở kìa, Tôm kìa, vây nó đâu? Đuôi nó đâu? Ừ.
Chào. Cái này ai mang nè? 10. Cho con kìa, tôm kìa. Con cầm đi. Đi điểm bị chích. Đảo ngược thôi, đảo ngược cái hộ thôi. Con bồng này ăn ngon nè. Con gì đó? Con ngồi xuống rờ đi. Rờ con tôm đi. Ba Hùng nè. Nhỏ phải không? Nhỏ. Ba Hùng kêu tôm ngồi rờ tôm đi. Nhỏ. Ba. Hả? Nó đòi bóc cho nó ăn kìa. Bóc ăn hả? Bóc ăn hả? Ăn hả? Chưa chín con. Giơ tay quá, bà lau tay cho em á. Con gì đấy? Con rờ đi, nhiều tôm như kìa, con cua không? Ba Hùng nè. Đây có thằng lá mà. Ba Hùng nè. Cá sạc. Chuồng đây là chi còn thứ hai. Cá đó hả? Cá sạc hả? Ba Hùng. Hả? Nhìn mặt lên nè. Tôm nhìn mẹ nè tôm. Cái gì tôm? Con ngồi xuống đi. Cái gì? Bà tôm. Cái đuôi này con gì? Cái bóng nè. Tôm hả? Cái bóng nè. Ai mang cái tô? Tôm. Tôm nhìn mẹ nè tôm. Tôm nè. Đất đây mà cho cái kế là một gì? Cái bóng nè. Để anh tóc ba luôn kìa. Cái bóng nè. Bỏ đi về kho ăn ngon lắm hả? Không bất cứ là lấy bây giờ cò đó. Ôi đủ lấy một lại là ngang ngang mua hàng ngang như thế này. Ô bây giờ đi, tôi đứng thở. Cái 12 là cuối cùng á. Ôi trời ơi, con sờ mà đi vô. Mới đó, thấy chưa, vô tay. Kệ nó. Con sờ đi, không sao hết. Con sát đây là em bỏ ra này. Được. Có. Bỏ bao đi. Mày cho cú. Chưa? Chưa? Con xem đây hai ký đạch chưa? Rồi. Còn vậy là